Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ Năm ngày 15 tháng 10 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin thâm hụt thương mại của Mỹ với Việt Nam đạt mức cao kỷ lục. Chính phủ Mỹ mới đây đã công bố dữ liệu cho thấy thâm hụt thương mại của Mỹ đối với Việt Nam lập mức kỷ lục cao nhất trong lịch sử quan hệ kinh tế hai nước. Đặc biệt, thông tin được đưa ra trong bối cảnh chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt đầu tiến hành hai cuộc điều tra riêng biệt đối với việc sử dụng gỗ được cho là khai thác hoặc buôn bán bất hợp pháp và thao túng tiền tệ của Việt Nam. Thâm hụt thương mại của Mỹ với Việt Nam tăng 11% giữa tháng 7 và tháng 8 vừa qua với mức thâm hụt lên đến gần 7,6 tỷ đô la và là mức tăng 38,9% so với cùng kỳ một năm trước đó. Đây là hình ảnh chụp màn hình tình hình trao đổi thương mại giữa Hoa Kỳ và Việt Nam trong năm 2020 trên trang web của chính phủ Hoa Kỳ. Đây cũng là một mức thâm hụt cao nhất trong lịch sử thương mại hàng hóa giữa Việt Nam và Mỹ kể từ năm 1992, thời điểm 3 năm trước khi Mỹ và Việt Nam bình thường hóa quan hệ ngoại giao vào năm 1995. Thống kê của Cục Điều tra Dân số Mỹ cho thấy thâm hụt thương mại giữa Mỹ và Việt Nam là hơn 55,7 tỷ đô la trong năm 2019, tăng tới 16,2 tỷ đô la so với năm 2018. Mức thâm hụt thương mại hơn 39,4 tỷ đô la của năm 2018 tăng 3,1% so với năm 2017. Cơ quan thống kê của Hoa Kỳ nhận định thâm hụt thương mại của Mỹ với Việt Nam vượt quá 20 tỷ đô la từ năm 2014. Thống kê của Cục Điều tra Dân số Mỹ cũng cho thấy thâm hụt trong thương mại giữa Mỹ và Việt Nam không ngừng tăng sau mỗi năm kể từ khi Mỹ bắt đầu ghi nhận con số âm hơn 101 triệu đô la trong cán cân thương mại với Việt Nam trong toàn bộ năm 1997. Sau Trung Quốc, Việt Nam là quốc gia bị chính phủ của Tổng thống Mỹ Donald Trump đề cập đến khá nhiều vấn đề về cạnh tranh không công bằng và thao túng tiền tệ. Vào hồi tháng 6 năm 2019, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cáo buộc Việt Nam là quốc gia lợi dụng tồi tệ nhất trong quan hệ thương mại với Hoa Kỳ. Đây là hình ảnh Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Rose và Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc tại Hà Nội vào ngày 8 tháng 11 năm 2019. Đại diện thương mại Mỹ Lighthizer vào hồi tháng 7 năm 2019 cũng cảnh báo Việt Nam phải có biện pháp cắt giảm thặng dư thương mại trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục tăng cường áp lực lên Việt Nam để cân bằng cán cân thương mại với Mỹ. Vào hồi tháng 11 năm 2019, phái đoàn thương mại do Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross dẫn đầu với sự tham gia của Giám đốc điều hành từ 17 công ty hàng đầu của Hoa Kỳ đã đến Hà Nội. Trong chuyến thăm Việt Nam này, ông Ross đã bày tỏ quan ngại ngay tại Hà Nội về mức thâm hụt thương mại hàng chục tỷ đô la với Việt Nam. Đây là lần đầu tiên một thành viên nội các Mỹ lên tiếng ngay tại Việt Nam về mức độ thâm hụt trị giá hàng chục tỷ đô la. Trong bữa tiệc trưa do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và tập đoàn BEK đồng tổ chức vào hôm 8 tháng 11, ông Ross phát biểu như sau. Trong vòng 25 năm qua, thương mại giữa hai quốc gia đã tăng trưởng theo cấp số nhân. Hàng hóa Mỹ xuất khẩu sang Việt Nam cũng tăng hơn 4 lần trong vòng một thập niên qua, đạt 10 tỷ đô la năm 2018. Và Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất cho hàng hóa của Việt Nam. Tuy nhiên, chúng tôi quan ngại về thâm hụt thương mại tới 40 tỷ đô la. Chúng tôi muốn làm việc với chính phủ Việt Nam để giảm mức thâm hụt thương mại này. Ngoài ra, ông Ross cũng lên tiếng quảng bá và kêu gọi các công ty Việt Nam cân nhắc đầu tư ở Hoa Kỳ, đồng thời khéo léo chào mời Việt Nam nhập khẩu thêm hàng hóa từ Hoa Kỳ. Ông nói, có rất nhiều các lợi ích vô hình khác từ việc đầu tư ở Mỹ như chất lượng đời sống cao, sự đa dạng văn hóa, và quý vị sẽ không đơn độc là có 2,1 triệu người Mỹ gốc Việt. Hoa Kỳ cam kết, vì sự thành công của Việt Nam, chúng tôi sẽ làm việc với quý vị để gây dựng mối quan hệ sâu sắc và lâu dài với các công ty cũng như người tiêu dùng Mỹ. Đổi lại, chúng tôi hy vọng rằng Việt Nam tiếp nhận hàng hóa và dịch vụ của Mỹ và rằng cộng đồng doanh nghiệp làm việc để trao đổi và tạo ra các điều kiện để mọi công ty có thể thành công. Việt Nam được cho là đang nỗ lực hài hòa hóa cán cân thương mại với Mỹ bằng cách nhập khẩu nhiều hơn các mặt hàng từ Mỹ từ năm ngoái. Đây là hình ảnh các doanh nghiệp Việt Nam đã ký 18 biên bản ghi nhớ mua bán nông sản với Hiệp hội Nông sản tại Hoa Kỳ vào ngày 26 tháng 2 năm 2020. Trong cuộc phỏng vấn với Bloomberg vào năm ngoái, Thủ tướng Việt Nam, ông Nguyễn Xuân Phúc cũng hứa rằng Việt Nam sẽ mua thêm các sản phẩm của Hoa Kỳ, chẳng hạn như máy bay của các công ty Boeing chẳng hạn. Vào tháng 8, lần đầu tiên Việt Nam cho biết
đang đàm phán để mua than của Hoa Kỳ. Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam về thực hiện kế hoạch hành động tiến tới cán cân thương mại hài hòa và bền vững giữa Việt Nam và Mỹ, vào hồi tháng 2 năm 2020, Việt Nam đã ký cam kết mua 3 tỷ đô la hàng hóa nông sản của Mỹ trong vòng 2-3 năm tới. Theo đó, các doanh nghiệp Việt Nam đã ký 18 biên bản ghi nhớ với 4 hiệp hội ngành hàng của bang Nebraska để mua 3 triệu tấn lúa mì, lúa mạch, 100.000 con bò sống, thức ăn chăn nuôi, hoa quả, ngô và đậu nành. Việt Nam cũng vừa phê duyệt một dự án điện khí hóa lỏng của tập đoàn ExxonMobil của Mỹ ở Hải Phòng trị giá hơn 5 tỷ đô la. Trước đó, một công ty liên doanh của Mỹ với Việt Nam cũng đang có kế hoạch đầu tư tới 6 tỷ đô la vào một dự án điện ở Việt Nam để tìm cách thu lợi nhuận từ nhu cầu điện năng tăng cao của quốc gia Đông Nam Á, cũng như thu hẹp thâm hụt thương mại giữa Mỹ và Việt Nam. Cùng với đó, Việt Nam cũng đang nỗ lực chấn áp tình trạng hàng hóa Trung Quốc mang nhãn hiệu Việt Nam để né thuế quan của Mỹ, sau khi một số sản phẩm như thép nhập khẩu từ Việt Nam bị Mỹ đánh thuế nặng vì là hàng gốc Trung Quốc. Cơ quan đại diện thương mại Hoa Kỳ vào hôm 2 tháng 10 vừa qua đã khởi động một cuộc điều tra theo mục 301 của đạo luật thương mại Mỹ nhằm điều tra việc sử dụng gỗ được cho là khai thác hoặc buôn bán bất hợp pháp và thao túng tiền tệ của Việt Nam. Đây là hình ảnh chụp màn hình thông báo của cơ quan đại diện thương mại Hoa Kỳ vào hôm 2 tháng 10 về việc bắt đầu tiến hành cuộc điều tra về việc Việt Nam theo mục 301 của đạo luật thương mại Mỹ. Thông cáo của cơ quan thương mại Mỹ cho biết, cuộc điều tra được tiến hành theo chỉ đạo của Tổng thống Mỹ Donald Trump về hai vấn đề quan trọng bao gồm hành vi và chính sách và phương thức thực hiện của Việt Nam liên quan đến nhập khẩu và sử dụng gỗ, buôn lậu hay khai thác lậu, và hành vi, chính sách và phương thức thực hiện của Việt Nam có thể góp phần vào việc định giá thấp đồng tiền và gây hậu quả lên thương mại của nước Mỹ. Thông cáo dẫn lời đại diện thương mại Hoa Kỳ Robert nói rằng Tổng thống Donald Trump cam kết và cương quyết chống lại các hành vi thương mại bất công gây hại cho nhân công, doanh nghiệp, nông dân và chủ trang trại của Mỹ. Theo đại diện thương mại Mỹ Robert, chính phủ Hoa Kỳ cáo buộc Việt Nam đã sử dụng gỗ bất hợp pháp trong các sản phẩm gỗ xuất khẩu sang thị trường Mỹ, gây hại cho môi trường và không công bằng đối với công nhân và doanh nghiệp của Hoa Kỳ vốn buộc phải tuân thủ quy định là chỉ được sử dụng gỗ được khai thác hợp pháp. Ông Lai cũng nói thêm rằng, ngoài ra, các hành vi tiền tệ không công bằng có thể gây hại cho người lao động và doanh nghiệp Hoa Kỳ cạnh tranh với các sản phẩm của Việt Nam do tiền tệ bị định giá thấp. Chúng tôi sẽ xem xét cẩn thận các kết quả của cuộc điều tra và xác định những hành động thích hợp để thực hiện điều đó. Mục 301 của đạo luật thương mại cho phép cơ quan của Hoa Kỳ điều tra đối tác thương mại của Hoa Kỳ để xác định xem họ có vi phạm các hiệp định thương mại quốc tế hoặc gây ra tình trạng cạnh tranh không công bằng cho thương mại Mỹ hay không. Nếu bị kết luận vi phạm, cơ quan của Mỹ có thể sẽ đưa ra các biện pháp để loại bỏ tình trạng bất công thương mại và bảo vệ quyền lợi của Mỹ theo lệnh của Tổng thống. Các biện pháp được cho phép thực hiện bao gồm áp đặt thuế quan hoặc hạn ngạch đối với hàng hóa nhập khẩu từ đối tác thương mại bị kết luận vi phạm, đình chỉ các lợi ích của hiệp định thương mại và ký kết các thỏa thuận đối với đối tác thương mại để giải quyết những tác động tiêu cực mà các hành vi vi phạm đã gây ra. Các cuộc điều tra đối với Việt Nam là cuộc điều tra thứ tư và thứ năm mà cơ quan của Mỹ thực hiện kể từ năm 2017, khi tổ chức này bắt đầu điều tra về các chính sách và việc thực thi thương mại không công bằng của Trung Quốc. Đây là hình ảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump và Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc đã ký thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 giữa hai nước tại Nhà Trắng vào ngày 15 tháng 1 năm 2020 sau 3 năm đàm phán căng thẳng. Sau kết quả điều tra đó, chính phủ Mỹ đã áp đặt 4 đợt thuế liên tiếp đối với hàng hóa nhập khẩu của Trung Quốc và Hoa Kỳ, dẫn tới cuộc chiến tranh thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới trong suốt hơn 2 năm qua. Hai bên đã tiến hành các cuộc đàm phán, trong đó Trung Quốc đã phải cam kết và nhượng bộ nhiều vấn đề để được gỡ bỏ hay đình chỉ một phần thuế quan. Trong thông báo chi tiết, cơ quan đại diện thương mại của Hoa Kỳ cũng yêu cầu công luận đóng góp thông tin cho cuộc điều tra, bao gồm thông tin liên quan đến mức độ gỗ nhập lậu vào Việt Nam, mức độ sử dụng gỗ lậu tại nơi sản xuất hay trong các sản phẩm gỗ của Việt Nam, các chính sách và hành vi thực tế tại Việt Nam liên quan đến nhập khẩu và sử dụng gỗ lậu, chính sách và mức độ và thực tế pha giá tiền tệ của Việt Nam. Cơ quan thương mại của Mỹ cũng cho biết do ảnh hưởng của đại dịch viêm phổi Vũ Hán nên cơ quan này không thể tiến hành các buổi lấy ý kiến công cộng.
Vì vậy, thông tin cung cấp cho chính phủ Mỹ phải được viết bằng tiếng Anh và gửi qua phần bình luận, tức là comment, trên trang của tổ chức này cho đến hết ngày 12 tháng 11, sau ngày bầu cử Tổng thống Mỹ mùng 3 tháng 11. Chính phủ Mỹ cũng không đưa ra một thời gian biểu nào cho cuộc điều tra này, nhưng cuộc điều tra đối với Trung Quốc diễn ra trong 7 tháng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay thứ Năm ngày 15 tháng 10 năm 2020 với bản tin Thâm hụt thương mại của Mỹ với Việt Nam đạt mức cao kỷ lục. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.